Ok, là đầu tiên em xin chào tất cả anh thủ. Nếp tiếp theo cho anh, cho mình lên cho anh em là một cái này chín cặp. Chín cặp máy xe nhỏ, xe tầm 2.000 đến 3.000. Hàng này hàng bãi Nhật. Giá đồng giá là 300k, cặp nào cũng đồng giá 300k. Anh em nào nhận hàng kiểm tra hàng trước thời thanh toán, em ship COD toàn quốc. Rồi ok, em vô sẽ vô cụ thể từng cặp cho anh em xem. Đồng giá hết nha anh em, 300k cộng sếp. Ok, đây là cặp thứ nhất. Đây, cặp thứ nhất gồm hai máy. Một máy đuôi chuột một máy đuôi chuột của Korea và một máy Daiwa của Korea, của Taiwan. Đây, máy đuôi chuột của Hàn Quốc. Xe này xe tầm 2.000, 2.000 Shimano. Máy hoạt động trơn tru rồi, khỏi nói, rất là mượt. Máy này anh em về câu tôm hay câu mè cũng được. Anh em nào tập câu thì câu những con máy này, rất là bền, chắc bao bền luôn á. Đây máy này, đây một cặp nó đây. Con này đây qua, con này sẽ tầm 4.000 nha anh em. Con này đây qua sẽ tầm 4.000. Đây cước 4 được 230 m sẽ tầm 4.000. Hàng này hàng Taiwan, Taiwan, Taiwan. Hoạt động chân chu. Ở bên sóng. Đó, cặp này 300k. Đó, một con 4.000, một con 2.000, xe 2.000, 3.000, 300k cộng ship. Tiếp theo đây. Cặp số 2. Đây, con này một con Ryobi, hàng nội địa Nhật. Ryobi này chứa hàng nội địa Nhật thôi. Đây, mua bên sống. Xe này xe tầm 4.000. Đó, hoạt động ok. Mua bên sống lấy cước ok. Đó. Đây chạy lùi đây. Đó, hoạt động ok nha anh em. Đây, và một con hàng Korea, hàng của Hàn Quốc. Đây, con này xe tầm 8.000, con này xe tầm 6.000, con Diamond, hàng thương hiệu này nổi tiếng đây. Đây, để cứ ok nha mọi người. Và tổng này mượt nha. Đó, rất là mượt. Tổng rất là mượt nha anh em. Đó, hoạt động rất là mượt. Đây, mô bên đầu, mô bên sóng. Đây, cứ ok. Anh em là tập câu thì mua những máy này về. Em bao cẩu cá luôn á. Câu cha, câu bè, câu câu chép. Câu suối, câu hồ, bao luôn. Bao cảo. Rồi, cặp này khoảng là 300k nha anh em. Đó, một con Hàn Quốc. Một con xây 4.000, một con xây 6.000, 300k cộng ship. Đây, cặp số 3. Cặp số 3 là em lên cho anh em một cặp máy câu tôm. Đây, con này là con Olympic nha anh em. Xe này xe tầm 1.000 Shimano. Đó, lấy cước ok, mỗi bên dặn ok. Hoạt động êm mượt nha anh em, rất là nhẹ. Được ok nè, thấy không? Rồi tới ok nè, đó. Đó, một máy. Rồi, tiếp theo là con này con của Nhật nha anh em, hàng của Nhật. Đây. Con này vẫn là hàng của Nhật luôn, con này con Ryobi. Hoạt động rất là nhẹ, chân chu. Ta quay con này còn gấp lại được nha anh em. Đó. Đây quay ngược ok. Về tới ok. Mua bên sóng. Lấy cước ok. Đó. Cặp này về cho anh em nào câu tôm, tập câu. À, khoảng là 300k cộng xếp. Mua cặp này thì bằng với giá những con máy Trung Quốc. Là cặp này câu nó rất là bền, bền quái Trung Quốc rất là nhiều. 300k cộng xếp. Rồi, tiếp theo là cặp số 4. Đây, tiếp theo máy số 4. Một con máy này đến từ, như là con này có Daiwa, con này của Ryobi, Ryobi hàng Taiwan. Đây. Máy Ryobi hàng Taiwan. Con này hoạt động rất là mượt nha anh em. Đó, đặc biệt xây con này là xây 1.000, hoạt động rất là ok. Đây, mua bên sóng. Lấy cước. Đó, lấy cước ok.
Nước cốt ok, hoạt động ok. Đây tiếp theo đó, con này được ai sơn lại nha anh em, anh em về không thích màu này có thể sơn lại nha anh em. Đây bộ bên dẫn sóng nha anh em, hàng này hàng của Nhật nha anh em, đây hàng của Nhật. Bộ bên đây lấy cước đây, hoạt động đây đó, quay ngược đây ok đây đó. Cặp này vẫn có giá 300k anh em, một xây 2000, một xây mà 1000, xây 2000 xây 1000 về anh em câu tôm câu mè giá 300k. Tiếp theo đây, tiếp theo là cặp số 5 đó. Cặp số 5 của mình là một cặp máy hàng nội địa Nhật, con này là con Ryobi hàng của Nhật đó, ngoài hình xuất sắc là thời gian nhưng mà cấu tạo bên trong toàn là kim loại anh em, thân này thân kim loại rất là bền, bền hơn những máy Trung Quốc rất là nhiều đó, hoạt động ok, quay ngược ok. Vậy anh em cảo cá câu cá thì ok vô tư đó, mua vịt sống con nào lỗi gì thì em nói lỗi đó. Con này quay cực kỳ mướt luôn đó. Con này hàng của Nhật, hàng của Hàn Quốc đây, đây cứ ok. Con này là đặc biệt là đuôi chuột nha anh em, siết vô đó, siết vô nữa rồi cứng, bấm nút lấy ra nha anh em, hoạt động bao mượt nha, con này bao mượt rồi đó. Giá cặp này khoảng là 300k, con này xây 2000, con này xây cũng 2000 đó, để qua bên đi. Con cặp số 6 đây, cặp này cặp số 6, con này con đây qua hàng nội đi, hàng nội đi Nhật, hàng Nhật đó, cứ ok mua đi ok đó, đó hoạt động rất mượt. Đây tắt âm đây, quay ngược đây đó, hàng ok mới bán nha mọi người đó. Xây con này tầm 3000-4000. Đây tiếp theo con này đó, đây con này vẫn là con Ryobi hàng của Nhật đó, ok lấy cước ok nha anh em. Rạc cộng đây đó, rạc cộng thì bao mượt. Giá con này vẫn có giá là, cặp này vẫn có giá là 300k nha anh em, 300k. Đây tiếp theo cặp số 7 đó. Đây con này xây tầm 1000 Ryobi hàng của ngoại nội địa Nhật, lấy cước ok, mô bình ok, xe chế chân chu, xe lôi chân chu, gấp tay ok đó. Một máy xe 1000, con này xe tầm 1500-2000, mô bên ok, mắc nút bên đây, hoạt động bao mượt. Hàng này hàng Korea, hàng của Hàn Quốc đây, tay quay, tay quay dặn anh em, tay quay ốc đó, hoạt động chân chu. Đây quay ngược đây ok, lấy cước ok, mua bên ok. Cặp này vẫn là 150k một con, cặp này là 300k, đồng giá hết 300k. Tiếp theo tập số 8, đây một con này, con nồi này là kim loại và trọng trên châu không còn gì phải bàn. Đây mua bên ok, mua bên ok đó, lấy cước ok xong. Một máy, máy này xây 3, xây 2000. Đây, vẫn là con Ryobi hàng nội địa Nhật. Mô bên ok, lấy cước ok. Hàng Nhật. Tập động chân chu, mô bên sống. Đó, xây vẫn con, đó, động lực ok, bật động tới ok. Đây, nó cầm vô quay rất là mực cho anh em. Đó. Giá cặp này vẫn là 300k. Tiếp theo cho mình là cặp cuối cùng, cặp số 9. Đây. Gồm máy là một máy Ryobi xây 3000. Đó. Máy hình thì xấu xí, xuất sắc thời gian anh em. Đây đó, à mua bên nghe nè, nghe rất là giòn không? Đó, xây này xây tầm 3000-4000.
hoạt động thì bao phê, hàng Gobi nội địa Nhật. Xem nè, chưa tháo cái luôn nè, bọc lông chưa tháo nữa nè. Bao phê đây, cặp này vẫn là cặp này đây. Đó, hoạt động bao phê. Đó, lấy cước ok, quay ngược ok, quay tới ok, mua bên sóng. Rồi, cặp số 9 300k cộng ship. Tổng thể những máy em lên đều đồng giá 300k cộng ship. Anh em nào chốt máy vui lòng để số điện thoại và số thứ tự cặp. Đây em có để số điện thoại trên đây, anh em nào tiện có thể liên hệ với em. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rồi, chào anh em nhé.